Chào mừng các bạn đến với đồ chơi di động.com. Như các bạn đã biết, chiếc điện thoại BlackBerry Classic đó là một chiếc điện thoại rất là tốt và hầu như là ai cũng muốn sở hữu cả, mình cũng vậy. Nhưng mà hiện tại đến thời điểm này mình chưa có để dành được đủ tiền, nên hôm nay mình sẽ mang cho đến cho những bạn nào đã mua được chiếc điện thoại này rồi một cái niềm vui nhỏ nhỏ, đó chính là miếng dán cường lực dành cho chiếc điện thoại BlackBerry Classic. Đây là miếng dán cường lực với độ cứng 9H, một độ cứng đủ để cho chiếc màn hình chúng ta nó an toàn hơn trước những cái va đập, hoặc là nó sẽ giúp chúng ta chống các vết trầy xước thông thường. Đây là miếng dán được làm cho chính xác với là chiếc màn hình của chúng ta rồi. Chúng ta chỉ cần ướm nó thử trên cái màn hình, rồi sau đó chúng ta sẽ làm sạch cái màn hình, rồi chúng ta sẽ lột cái mặt số 1 này ra, rồi chúng ta đặt nó xuống nhẹ nhàng trên cái vị trí chúng ta đã ướm thử, thì tự động nó sẽ lan ra hết, rất là đẹp và rất là nhanh, rất là dễ dán, không có phức tạp như cái miếng dán mỏng. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái miếng dán này ở cái vị trí gần hơn. Đây là phía cạnh trên của nó nè, chừa ra cho cái phần lo. Còn các mép của nó thì được mài nhẵn rồi, các bạn yên tâm nó không có bén đâu mà lo ha. Nếu mà các bạn đến đồ chơi di động.com, các bạn mua miếng dán này á, thì các bạn sẽ được dán luôn ngay tại chỗ. Còn các bạn ở xa mua về thì cứ như cái hướng dẫn mình vừa nói mà dán rất là dễ, hầu như 99% là thành công hết á. Có 1% thất bại lâu lâu cũng có. Một cái phần giới thiệu của miếng dán cường lực dành cho chiếc điện thoại BlackBerry Classic của đồ chơi di động.com đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.